Chào mọi người trở lại với nhóm review. Ở video trước mình có giới thiệu về ổ cắm wifi và công tắc wifi. Thì hôm nay mình xin giới thiệu về một thiết bị, đây là công tắc wifi 4 relay. Thì bộ này có thêm một số chức năng rất là hay. Thì mình nói qua về nó đây. Bộ này thì sử dụng nguồn từ 7 đến 32V. Nếu mà bạn sử dụng nguồn từ 7 đến 32V thì bạn đấu vào đây. Còn không thì mình sử dụng luôn của sạc điện thoại micro USB đấy. Đây. Cái loại sạc này. Đây, ở trên đây là có 4 relay để đóng tắt bật tắt 4 thiết bị. Nút chọn chế độ 4 phím bật tắt 4 relay. Và đây là các cái chân răm mà nhà sản xuất đưa ra nhằm mục đích khi mà mình có thể đấu các cái công tắc này ra ngoài. Đấu công tắc ra ngoài. Ở đây là 4 cái răm này là của công tắc này, của phím chọn chế độ. Và hàng răm này là chọn chức năng giống như của 4 nút S1 đến S4 ở đây. S1, 2, 3, 4. Bây giờ mình sẽ tiến hành sử dụng cái module này. Đây. Thì ở video giới thiệu về ổ cắm với lại công tắc wifi thì mình sử dụng điện thoại hệ điều hành Android. Thì hôm nay mình sử dụng hệ điều hành iOS trên iPhone. Đây. Đầu tiên mình cấp nguồn 5V. Đèn sáng. Mình cũng sử dụng cái phần mềm AirWheeling. Các bạn có thể tải trên App Store. Đây. Ở đây người ta có hướng dẫn này là nhấn 5 giây Enter phím bất kỳ. Tức là nhấn 5 giây ở trong một trong 4 cái phím này. Cho đến khi nét nhấp nháy liên tục. Đây, ok. Mình sẽ next. Thoát ra vào phần setting. Đây. Mình kết nối thì mật khẩu của wifi này là mặc định là từ 1 đến 8. Ok. Mình quay trở lại cái phần mềm. Next. Đây, nhập mật khẩu. Đây là mật khẩu của cái mình đang dùng ấy, là hộ gia đình đang dùng ấy. Next. Đây, đang tiến hành connect wifi. Đây, mình có thể sửa tên thiết bị. Ở đây mình sửa thành My Home 1. Ok, đúng rồi. Ask. Ok. Đây là giao diện này. Giao diện điều khiển này. Đây là điều khiển S1 này. Đây. S2. S3. S4. Thì cái module này có thêm cái chức năng là mình có thể chọn được các cái chế độ on off hay là nhấn giữ. À, nhấn xong rồi chờ khoảng 5 giây là tắt. Nhấn nhả. Nhấn lần thứ nhất này. Đèn sẽ sáng khoảng 5 mili giây rồi tắt. Đó. Thêm chế độ nữa, nhấn lần nữa.
chế độ này là bật tắt đồng thời tất cả các đèn này. Chế độ mặc định của nó là một trong bốn cái le này đóng, còn các cái le khác là tắt này. Một đấy thì là do nhà này sáng thì ba do nhà này tắt. Đó. Đấy. Đây mình có thể chuyển sang giao diện khác. Đây giao diện này. Đó. Thì mình có thể điều khiển trực tiếp trên module này. Đồng thời thì nó cũng sẽ báo cái trạng thái bật tắt của thiết bị lên trên phần mềm này. On này, 2 on, 3, 4, đó. Thì ở trên phần mềm này có thêm một chức năng là tức là mình cài đặt cái thời gian đóng tắt này. Đây này, đây, đây. Cài đặt một lần hay là lặp lại các ngày trong tuần đang bật, cái bật hay là tắt này. Đây là chọn cái relay bật tắt. Mình sẽ thử đóng ngắt một lần nhé. On này, relay thứ nhất này, ngày này, và đây là giờ này. Thì đây là 33, mình cho là 34 đi, 34, 35 đi nhé. Rồi, ok. Mình quay trở lại. Đó, phút thứ 34, LED đã bật cho cái cài đặt của mình. Ở đây thêm cái chức năng nữa là đây, khoảng thời gian bật tắt, tức là mình cho phép cái thiết bị này bật tắt trong khoảng bao nhiêu, tức là thời gian bao nhiêu đấy. Đây. Cái giao diện của nó đây, đây. On hoặc off, chọn thiết bị, một trong bốn thiết bị này. Và đây là thời gian này, thì ngày này, giờ này, phút này. Rồi, cái này thì mình nói qua thôi. Ở trên phần mềm đây có phần share, tức là mình có thể share cho cái tài khoản khác ở một địa điểm khác, có thể điều khiển module này qua mạng. Đây, share này. Đây nhá. Thêm bất kỳ ở trên địa điểm nào ở bên nước ngoài cũng được. Đây, người ta có thể điều khiển được thiết bị của mình nếu mà mình share cái chức năng điều khiển cho họ. Đây, đây là tài khoản này, nhập tài khoản vào đây. Còn ở đây là mình cho phép người ta sửa, tức là phân quyền chỉnh sửa cái thời gian bật tắt ấy. Thì đây là thêm này, hoặc là sửa này, xóa này, và đây là cho phép bật tắt thiết bị hay không. Đấy. Rồi. Okay. Thì ở trên đây mình vừa giới thiệu cái cách sử dụng công tắc Wi-Fi 4 relay trên hệ điều hành iOS rất là tiện lợi và hữu ích và dễ sử dụng. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.